Svas Nguyễn mến chào tất cả quý vị. Hôm nay mình chia sẻ cách trồng tần ô đơn giản và dễ nhất dành cho người không có thời gian để chăm sóc rau, cũng như chưa từng biết trồng rau, vẫn có thể trồng tần ô để ăn. Đây là hạt giống của rau tần ô. Mình giữ lại từ rau trồng mùa trước, mình không có sàng lọc cho nên cái hạt nhà mình nó không có sạch đẹp như là hạt giống mọi người mua ở ngoài tiệm. Đất này mình hoàn toàn không có bón phân gì cả Sau khi mình thu hoạch xà salad xong Thì mình có rải một tí vôi bột Dành cho vườn lên trên này Rồi hôm nay mình trồng rau tần ô nè Cái hạt rau tần ô Mình lấy mình rải đều lên trên mặt đất như thế này Nếu ai ở xứ lạnh Thì có thể trồng tần ô bắt đầu từ tháng 4 Lúc mình trồng cũng là tháng 4 Khi mà thời tiết vẫn còn xương giá rất là lạnh Còn nếu ở xứ nóng thì đương nhiên tháng nào trồng cũng được. Rải hạt mình không cần phải phủ đất lên trên hạt. Và nếu mà trời nắng ấm á, thì mình tưới nước. Còn ở đây trời vẫn còn sương giá và thỉnh thoảng vẫn có mưa lất phất cho nên là mình không có tưới. Khoảng một tuần lễ sau thì rau sẽ nảy mầm, xanh xanh lý nhí ở phía dưới mặt đất đó quý vị từ khi mình rải hạt cho đến khi cây rau lớn như thế này thì mình không có chăm sóc gì cả để cho nó tự phát triển tuy nhiên nó phát triển rất là xanh tốt hôm nay mình thu hoạch đợt đầu tiên thì mình sẽ rút bớt những cái cây nhỏ để cho cái đám tầng ô của mình nó thưa bớt còn những cái cây mà phát triển khỏe như thế này thì mình sẽ cắt ngọn nhìn từ ở dưới gốc lên nè cái mắt đầu tiên sát gốc thì mình giữ lại đến cái mắt thứ hai nó chuẩn bị nó tỉa ra hai nhánh thì mình sẽ cắt ở phía trên hai cái nhánh này đó mình cắt cái đoạn trên này mình ăn còn hai cái nhánh này nó sẽ tiếp tục nó phát triển lên khi nó phát triển lên nữa nó cao nữa thì mình sẽ tiếp tục mình tỉa bớt hai cái ngọn nữa có nghĩa là một cây tầng ô này ra hai cái nhánh này nó thành ra là bốn nhánh, rồi cứ như vậy nó tiếp tục lên cao thì nó sẽ chia nhiều nhánh hơn nữa. Cây này cũng vậy nè. Thì đến mắt thứ hai mình sẽ cắt cái trên đọt này. Thì một cây như vậy, lần thứ nhất thì nó sẽ ra hai nhánh, rồi lần thứ hai nó sẽ thành bốn nhánh và lần thứ ba thì nó sẽ thành 8 nhánh. Những cái lá ở phía dưới, những cái chồi con nhảy lên á, thì mình tỉa bớt đi để cho nó trống chỗ, để những cái nhánh mới nó phát triển tiếp. Mình chỉ chọn giữ lại những cây đứng thẳng, to, khỏe, còn những cây tương đối hơi ốm ốm thì mình rút ra và những cái cây nào nó mọc sát quá, cho dù mà nó có khỏe thì mình cũng rút ra bớt. Tại vì à, những cái cây giữ lại thì nó sẽ phân nhánh và nó sẽ cao to. Cho nên là nó cần không gian để nó phát triển. Đây là đám tầng ô sau khi mình đã cắt tỉa xong. Đây là tầng ô mình vừa thu hoạch vào, đã rửa sạch. Nó rất là giòn và non. Có thể trộn gỏi hoặc là nấu canh gì cũng rất là ngon. Rau mình trồng từ tháng 4 mà đến nay tháng 11 rồi, mình vẫn hái rải rác để ăn thì những cái cây lớn như thế này mình không có ngắt. À, nó ra hoa rồi đó là mình để mình lấy hạt. Còn à, đây nè, mình tiếp tục mình ngắt. Thì khi mà ngắt như vậy thì vài bữa nó lại đâm nhánh ra nữa mọi người nhìn thấy những cái đọt nó còn rất là non đó và cây nó đâm ra thì cũng rất là mập luôn nè cái này mình cắt ăn mấy bữa trước hôm nay nó đâm nhánh ra nè quý vị mọi người nhìn thấy một cây nó có rất là nhiều nhánh những cái nhánh mình vừa cắt ăn đó thì vài bữa nó lại đâm ra gấp đôi nữa rau tầng ô này mình có thể giữ ăn cho đến hết tháng 12 luôn khi nào thời tiết rất là lạnh và có tuyết thì mình mới bỏ cây nếu mình không kịp ngắt nhánh thì nó sẽ trổ nụ ra hoa như thế này những cái nụ nhỏ nhỏ như vậy mình cũng có thể ngắt nhánh vào mình ăn luôn cũng được còn nếu không thì mọi người cứ để tự nhiên cho nó, để nó trổ hoa rồi lấy hạt. Cái tầng ô này là từ khi mình trồng đến nay mình không hề bón phân gì luôn á quý vị. Nếu như mà mình vung phân cho nó thì đương nhiên là cái đám tầng ô này nó phát triển tốt hơn nhiều đó. Hoa của rau tầng ô cũng rất là đẹp. Cho nên mình không có ngắt đọt hết mình giữ để có hoa ngắm đó và mọi người nhìn thấy những cái cây rau từng ô của mình nó cao lắm luôn rồi đó nó cao tới ngực mình luôn rồi đó nhưng mà vẫn còn ăn rải rác nè thì cây nào mình giữ thì giữ còn những cây nào mình ngắt đọt thì mình cứ ngắt đọt ăn thôi thì mỗi lần ngắt vậy á thì nó lên cao tí xíu rồi cứ mấy tháng như vậy á nó tiếp tục nó cao lên nhiều đây cũng nấu được nồi canh đó quý vị. Svas Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Like, chia sẻ và đăng ký theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.